Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay đến với lại trung tâm triển lãm quốc tế lần thứ 15 về công nghệ và thiết bị điện tử. Chúng tôi cũng muốn đưa ông bà Ngọc Mai và James cũng giống như là các cháu lên để xem coi cái cuộc triển lãm như thế nào. Và đặc biệt là trong cái khu vực triển lãm này có gian hàng của anh Nguyễn Thượng Quân, một thân hữu của tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng có cái sự trưng bày những thiết bị về công nghệ năng lượng mặt trời. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem coi gian hàng của anh cũng giống như là triển lãm tại đây như thế nào nhé. Yeah.
như đã nói khi chúng tôi bước vào đây là tìm đến anh Nguyễn Thượng Quân, chủ nhân của công ty Sao Nam. Đến đây thì thấy cái gian hàng anh rất là bận rộn, nhưng mà chúng tôi cũng xin anh chia sẻ một chút về cái cuộc triển lãm này thôi anh. Thứ hai là chào anh Trường, rất là vui được gặp lại. Đang rất là bận, tuy nhiên là nghe tin anh Trường tới đây thì cũng dành thời gian để mình trao đổi một tí. Chào quý khán giả của Việt Nam Today. Tuần này đó thì công ty Sao Nam có cái cuộc triển lãm khá là lớn về thiết bị điện, về công nghệ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. Thì mọi người biết đó là công ty Sao Nam là chuyên làm về năng lượng tái tạo, trong đó là rất là mạnh về năng lượng mặt trời. Thì đến với triển lãm đó thì đợt này đó thì chúng tôi đem đến những cái giải pháp rất là mới, đó là điện mặt trời hòa lưới, và điện mặt trời hòa lưới kèm với cái lưu trữ gọi là hybrid ấy. Có nghĩa là nếu như mà điện mặt trời thừa đó thì thay vì trước đây chúng ta bán cho điện lực thì giờ chúng ta không bán nữa, thì chúng ta sẽ lưu trữ lại để chúng ta dùng vào cái lúc mà nắng nó yếu hoặc là vào ban đêm. Đặc biệt nữa đó, nếu như mà lỡ nhà có cúp điện ấy, thì chúng ta có thể vẫn có điện, đó như là cái máy phát điện dự phòng để chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng. Ngoài ra nó có những cái món mới nữa, ví dụ như là những cái bộ nguồn lưu động. Chúng ta có thể chúng ta xách tay để cho những cái chuyến đi cắm trại, những chuyến đi phượt. Lớn hơn nữa là chúng ta có thể dùng để ứng cứu những cái việc mất điện cho những cái trạm viễn thông. Nó tùy cái công suất từ nhỏ đến lớn, từ vài trăm watt cho đến vài kilowatt là đều có thể đáp ứng được hết. Cái điểm đặc biệt của bộ nguồn lưu động mà chúng tôi, bộ nguồn lưu động này đó, là chúng ta có thể sạc từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Có thể sạc từ cái điện lưới 220V của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể sạc từ cái nguồn của xe hơi, hoặc là chúng ta có thể sạc từ những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Thì cái tấm pin đợt này đó chúng tôi lại có những cái thiết kế mới nữa, là tấm pin chúng ta có thể gấp lại cho nó thật là gọn để chúng ta có thể xách đi, thậm chí là chở bằng xe máy để cũng vẫn có thể xách đi được. Một cái món hàng nữa đó là cái máy lạnh mà ta có thể xách tay được luôn đó. Thì cái máy lạnh này quá tuyệt vời, là chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu ta cũng có thể mang cái máy lạnh này theo, thì hơi lạnh nó sẽ phà vô người chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn. Nếu như những quý anh chị nào mà thích cái kiểu mà đi du lịch sinh thái đó, có nghĩa là chúng ta tách biệt khỏi cái thế giới ồn ào bên ngoài, chúng ta đi vào rừng thì không có năng lượng, không có máy lạnh, thì chúng ta dựng lều lên, sau chúng ta có thể bỏ cái thiết bị máy lạnh xách tay đó vào trong cái lều của chúng ta, thì chúng ta giải quyết được một cái giấc ngủ sẽ rất là ngon vì không có bị nóng. Dạ vâng. Dạ. Có thể nói là cuộc triển lãm lần thứ 5 về công nghệ và thiết bị điện với sự tham gia có mặt tại đây với công ty Sao Nam, mà anh Nguyễn Thượng Quân cũng là một trong những người có rất nhiều cái sự mà đóng góp cho kênh Việt Nam Today, và cụ thể là những cái đèn mà dùng bằng năng lượng mặt trời đang gửi đến cho các bà con ở vùng cao, và có thể nói là những cái thiết bị điện này rất là phù hợp với lại đời sống của con người Việt Nam ở nhiều góc và các vùng miền. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhờ Lê lướt qua một số những cái sản phẩm để chúng ta nhìn thấy tận mắt những cái công nghệ thiết bị điện gọi là hiện đại nhất mà công ty Sao Nam đã gửi đến cho mọi người trong cái cuộc triển lãm quốc tế lần này, phải không anh? Dạ đúng rồi, đây là quốc tế. Dạ. Em tên Vũ à, Vũ à? Vâng, dạ. Ok. Bây giờ là anh Vũ sẽ giúp cho chúng tôi hình dung cụ thể cái cách lắp ráp cái một số những thiết bị điện mà công ty Sao Nam đang trưng bày ở đây. Xin mời Vũ ạ. Dạ. Giới thiệu đây là tấm pin năng lượng mặt trời mà dạng mình lắp ráp được. Có thể xếp đi di động được mọi nơi. Đây. Rất là gọn. Những cái tấm panel này gấp lại giống như là một cái tập sách như vậy thôi. Chính xác, một cặp sách tách vậy, tách đi. Rất là gọn mọi thứ. Cái này thì công dụng mình sẽ làm gì, sử dụng như thế nào đi Vũ? Dạ, thì mình sẽ có một cái giá đỡ, mình riêng này mình phơi nắng. Nằm phơi nắng. Phơi nắng. Rồi. Và mình sẽ tích điện cho những thiết bị lưu điện này. Đây là những bình điện giống như di động. Rồi. Để cho mình đi business, đi cắm trại này kia mọi thứ. Những nơi không có điện thì những này thiết bị này sẽ luôn lại. Và tấm pin này nó sẽ sạc qua. Hay quá nha. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ sử dụng được cái khoảng bao lâu, mấy thời gian khoảng bao lâu với cái nguồn điện như thế này? Thì nó tùy theo dung lượng, tùy theo cái sản phẩm. Ví dụ như cục này đầm được là 210W. Dạ.
Dạ. Đây. Rồi. Mỗi sản phẩm thì nó sẽ có một cái dung lượng khác nhau. Rồi, cái này lớn hơn. Dung lượng lớn nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Quá tiện. Và người ta sử dụng cái thiết bị này để mà thậm coi chí như là một cái nguồn cung cấp điện. Dạ đúng rồi. Và chúng ta có những cái ổ cắm này, ổ cắm đây có thể mình nấu nước sôi, uống cà phê này kia, pha trà này kia, đèn. Quá tiện dụng. Ví dụ như là công ty em cũng đã từng đi du lịch ngoài biển, gắn thiết bị điện ngoài biển xài. Và thậm chí lớn hơn nữa thì mình sẽ có nguyên một cái vali điện rất là tiện dụng để kéo đi. Dạ, kéo đi. Trời ơi, công suất rất là cao. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị điện hết sức là nhỏ gọn, tiện dụng, phù hợp với lại đời sống gia đình bây giờ. Tôi thì tôi thấy là mọi người Việt Nam giờ có cái khuynh hướng là sống với thiên nhiên, với ngoài và đi những vùng sâu vùng xa, thì những cái thiết bị điện mà rất là thực dụng và hữu dụng như thế này là ở công ty Sao Nam sẽ cung cấp cho quý vị. Xin quý vị cứ đăng ký, chúng tôi sẽ ghi cái địa chỉ liên lạc và cái số nào để có thể có những sản phẩm này phục vụ. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình sẽ liên hệ công ty em ở 253 Điện Vũ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Dạ. Xin cảm ơn Vũ nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Dạ.
phần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.